Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là tin tức Mạc Hồng Quân Kỳ Hân bí mật đi ăn ngốc giữa đêm trước ngày tổ chức tiệc cưới. Mạc Hồng Quân vừa từ Long An trở về Sài Gòn sau khi kết thúc trận đấu của đội tuyển vào tối qua để chuẩn bị cho tiệc cưới chiêu đãi bạn bè của anh và Kỳ Hân vào đêm nay. Vậy là chỉ còn khoảng 10 tiếng đồng hồ nữa, tiệc cưới chiêu đãi bạn bè của cặp đôi Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân sẽ được diễn ra tại Sài Gòn. Thời gian này, Kỳ Hân đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc. Cô dành cả 2 ngày để gửi thiệp mừng cho bạn bè, đồng nghiệp. Còn Mạc Hồng Quân thì vẫn tập trung đội tuyển cho trận đấu tối qua ở Long An. Nhưng ngay khi kết thúc trận đấu, Mạc Hồng Quân nhanh chóng lên ô tô và đi thẳng từ Long An về Sài Gòn để kịp gặp Kỳ Hân và chuẩn bị mọi thứ ngày hôm nay. Mới đây, mặc dù đã khuya, nhưng chúng tôi đã bắt gặp cặp đôi Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đang ngồi ăn ốc trên vỉa hè đường Nguyễn An Ninh, quận Nhất cùng một vài người bạn. Cặp đôi liên tục thể hiện những cử chỉ tình cảm cho nhau và không ngại những người xung quanh. Sau khi ăn ốc xong, Mạc Hồng Quân đưa Kỳ Hân về một khách sạn gần địa điểm tổ chức tiệc cưới. Tiếp đó, anh đi cùng một người bạn đến một quán pub trên đường Cống Quỳnh để gặp bạn bè. Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân xuất hiện tại quán ăn gần chợ Bến Thành. Có vẻ như anh chàng đang đói vì phải di chuyển từ Long An về Sài Gòn ngay sau khi kết thúc trận đấu của đội tuyển. Cặp đôi đi ăn ốc giữa đêm, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân liên tục dành những cử chỉ tình cảm cho nhau trong lúc ngồi ăn. Sau đó, anh đưa nàng về một khách sạn gần nơi địa điểm tổ chức tiệc cưới vào đêm nay. Sau đó, Mạc Hồng Quân cùng người bạn của mình đi đến một pub trên đường Cống Quỳnh để gặp bạn bè. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.